Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiền TV trong phần chơi Minecraft Amplify. Và hiện tại chúng ta đang ở căn cứ chính. Nơi đây là nơi mà trong chương trình truyền hình trực tiếp vừa rồi chúng ta đã xây dựng được một con đường đi xuống, cũng như là một con đường sát bên bờ vách núi này để chúng ta đi xuống nơi mình sẽ xây một cái nông trại cù tại đó. Hiện tại mình đang có một số thông báo muốn gửi đến các bạn như sau. Là Thiền TV hiện tại đang sử dụng hai channel. Hiện tại là channel chính được gọi là main channel nằm ở phía bên trái, và channel phụ là channel chỉ được dùng để truyền hình trực tiếp nằm ở phía bên phải. Các bạn có thể sập vào cả hai channel để biết được những thông tin mới nhất, và chúng ta sẽ có sự phân bố video clip như sau. Là những video clip được chuẩn bị sẵn, được quay sẵn, cắt ghép up lên thì đó là những video clip sẽ nằm ở main channel, còn những video clip truyền hình trực tiếp nó sẽ nằm ở phần livestream mà thôi. Các bạn nên sập vào cả hai để biết được những video clip mới nhất cũng như những thông tin mới nhất. Và Thiền TV hiện tại không có server nào cả, cũng không nhận quyên góp. Nếu ai đó nói mình có một cái server nào đó thì đó là nói xạo đó. Và chúng ta cũng không nhận quyên góp bởi vì nó sẽ có nhiều cái vấn đề xảy ra lắm. Nhắc lại là không có server và cũng không có những cái quyên góp nào đang diễn ra hết. Và mình nói ra điều này để các bạn đừng có bị mắc bẫy của những thành phần xấu muốn lợi dụng cái uy tín của mình đặng làm chuyện xấu mà thôi. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vô chương trình chính của ngày hôm nay nào. Ở đây chúng ta đã có sẵn được 16 cái phòng. 16 cái phòng nhỏ nè. Thì tương ứng với lại 16 cái màu của con cừu. Chúng ta có 16 màu ở trong Minecraft. Màu có 16 đúng không? Thì mỗi bên là 8. Và mình sẽ nuôi khoảng trong này khoảng 6 con trong mỗi màu. Bởi vì nó cũng ở khá gần với trung tâm. Lỡ mà nuôi nhiều quá thì nó có thể nó sẽ gây ảnh hưởng tới khung hình. Nó sẽ làm tục khung hình. Nó sẽ hơi bị giật lắc á. Và bây giờ chúng ta đã có sẵn như thế này rồi thì chúng ta có thể bắt đầu trang trí trước. Đáng lẽ là mình phải đem cù vô trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải phân dùng ra hết. Chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các em ấy chỉ vô đây mà thôi. Ở trong này chúng ta sẽ đặt cỏ vào trong. Và khi các bạn đặt cỏ vào trong một cái nơi như vậy thì phải lưu ý là cỏ phải cần có ánh sáng thì nó mới có thể mọc được. Cho nên chắc chắn là chúng ta phải để mấy cái lantern ngay tại đây. Chúng ta có thể dập đuốc đi xem thử coi cái ánh sáng nó như thế nào. Ánh sáng ở đây, 7, như thế là không được. Thật sự như thế là khá là không có ổn. Và chúng ta không có được đặt tại đó. Rồi, có lẽ là mình sẽ phải thêm ánh sáng vào đây thôi. Để tăng độ sáng ở bên trong này lên. Để tránh trường hợp bên trong này nó quá tối. Nếu mà nó quá tối thì cỏ nó sẽ không mọc nữa. Nó sẽ bị chết. Ở cái trên trần này chúng ta đặt một cái lantern là được. Bên này. Và bây giờ gỗ lên 2 ô, chắc gỗ lên 3 ô đi. Chúng ta sẽ có từng cái chuồng với thiết kế như vậy. Và bây giờ ta lấy cái này lại, đập cái này đi. Như vậy là chúng ta có thể đảm bảo được là cỏ bên trong này nó không có bị chết. Nó tự động nó héo úa khi mà nó mất đi, nó biến thành cái cục đất bình thường nếu mà nó không đủ độ sáng ở bên trong đó. Chúng ta sẽ phải thắp sáng lên thêm ở trên. Còn ngay tại đây thì chúng ta sẽ làm gì? Ngay tại đây thì mình sẽ có một cái hàng rào qua đây. Và có lẽ là mình sẽ có hai cái thùng ở bên này nữa. Để khi mà mình nhảy vô trong này, mình cắt lông cù á, thì chúng ta có thể bỏ vô hai cái thùng ở bên ngoài này. Bên dưới này chúng ta sẽ lót bằng lông cù. Chuyện đó thì để từ từ chúng ta làm tiếp rồi chúng ta tính tới. Và như vậy là chúng ta có thể có được một cái chuồng giống như vậy. Nếu mà chúng ta nâng cao lên luôn thì sao? Ta có thể so sánh nâng cao lên luôn thì bức tường này nó sẽ đẹp hơn. Không biết là mình có nên nâng cái cột này lên hay không, nhưng mà như vậy có vẻ là vừa rồi. Chúng ta hãy làm tiếp phần còn lại nào. Và như vậy là chúng ta đã làm xong được khu vực nuôi nhốt. Đây là những cái buồng giam hay là những cái chuồng. Nhìn cái chuồng này giống như chuồng ngựa vậy đó. Nhưng mà ở đây là nuôi cừu chứ không phải nuôi ngựa. Và bây giờ chúng ta sẽ ốp cái cầu thang để đi lên đi xuống cho nó dễ.
Còn hai bên này thì chắc là cũng ốp luôn đi. Có thể chúng ta sẽ phải đổi cái cầu thang cái màu khác cho nó lạ lạ một chút, chứ không có xài một loại cầu thang này không đâu. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau. Còn bây giờ là công việc cao cả hơn, chúng ta sẽ đi bắt cù về đây. Mình có sẵn mấy con cù ở bển, chúng ta sẽ cần khoảng 6 ô thì ấy, lộn, 6 con mỗi ô thì cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà chúng ta phải đem qua trước, rồi sau đó mới cho tụi nó đẻ ra từ từ được. Rồi, đi thôi, đi thôi. Mình sẽ đem cù trắng đi trước và cù nâu đi sau. Chúng ta chỉ có hai loại cù thôi. Ở đây thì mình chỉ có hai loại cù có cái màu cần thiết. Rồi, đi 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 đi. Cho tụi nó dòm, cho tụi nó dòm, tụi nó thấy cái đã. Vô. Cái đám này đi vô. Rồi, cù trắng. Chúng ta không có dây dẫn nên đành phải cho nó thấy mình cầm bông lúa. Đi đây, lại đây, đi lại đây, đi lại đây, con kia. Rồi đó, cả một đám đều thấy. Chúng ta có thể kéo nó đi từ từ lại. Qua đây, qua đây, qua đây. Chúng ta sẽ có mớ cùi này được chia dần vào các cái khu ở trỏng. Chúng ta sẽ đem tụi nó qua bển trước. Mình đang đi đâu vậy? Mình phải đi ngược để mình đảm bảo là không có con cù nào đi lạc. Ta đi cũng phải từ từ thôi. Dẫn cù đi. Nguyên một đàn luôn. Ha. Qua đây nào mấy đứa. Ê, con kia nó đi. Con kia nó lạc đàn rồi đó. Nó chậm hơn đàn rồi. Con cù bị mắc lé. Thiệt, nhìn không biết là nó có đi theo mình hay chưa nữa. Sao nó đứng đó luôn rồi? À, đó, nó ngẩng mặt nó nhìn rồi kìa. Được rồi đó. Chúng ta đi đúng đường chưa? Chúng ta đã đi đúng đường rồi. Chúng ta đi từ từ xuống nào. Hy vọng tụi nó không có nhảy nhót gì nhiều. Nếu tụi nó nhảy nhót tụi nó té xuống dưới rồi, mình sẽ còn phải cực hơn khi mà lôi tụi nó lên lại nữa. Rồi đây. Tụi bay đi xuống hết nha. Xuống hết nha. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Có lạc con nào không? Hiện tại thì chúng ta đang rất là tốt. Mọi thứ nó không có gì lạ hết. Và cù nó đang đi theo ý đúng ý mình. Bây giờ chúng ta sẽ phải chia cù vào các phòng. Thì chúng ta chia trước hai con vào đây trước đi. Bởi vì nó sẽ cần nhiều hơn, nhưng mà chúng ta cứ chia từ từ vô. Rồi, 1, 2 và 3. Chúng ta chia vô nào. Vô đây nào. Vô đây. Vô, vô, vô. Ừ, ê. Khoan, 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 khoan. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ha, xong tụi bay rồi, con ơi. Đi đâu được nữa? Trong này hai con rồi đó hả? Ở đây mới một con à. Chúng ta có thể đem tụi nó vô, không sao hết. Vô đây, vô đây, vô đây. Đem vô đây và đóng chuồng lại. Còn đâu nữa? Nãy mình đã đem hết chưa hay là nó đã đi? Ok. Có vẻ như là tụi nó đã chia ra được hết. Vậy thì chúng ta chỉ có 8 con cù. Ê, 4, 2, 8, đúng rồi. Chúng ta chỉ có 8 con cù được đem xuống đây trước thôi. Và chúng ta có thể nhảy vô được. Nhảy vô nè. À, mình phải để cái miếng tấm thảm lên á. Rồi mình nhảy vô. Chỗ này chúng ta sẽ đổi màu lại sau. Sau khi mình nhuộm lông tụi nó lại, chúng ta sẽ có màu trắng chuyển dần sang sắc đen và qua những sắc khác. Rồi đó. Mở này vô trước. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Giờ chúng ta còn một mớ cù và cù nâu nữa. Thì để coi thử coi cù nâu sẽ nằm ở cuối cùng. Màu nâu là nằm ở cuối cùng. Trong này mình đã chuẩn bị sẵn tất cả những cái thuốc nhuộm để nhuộm hai con đầu tiên. Nhuộm hai con đầu tiên cho nó đẻ ra những con kế tiếp thôi. Và bây giờ mình sẽ đem tụi nó qua, đem hết mớ cù này qua
sau đó cho tụi nó ăn uống no say, sinh sản đầy đủ, mỗi chuồng 6 con. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. Và bây giờ mình sẽ chuyển hết mớ cừu này qua cho tụi nó ăn uống no say, rồi sinh sản ra, nhuộm lông ra cho đủ mỗi chuồng 6 con trước đã. Chúng ta bắt đầu nào. Từ từ, từ từ. Đi thôi. Và bây giờ mình đã chuyển hết cừu vô rồi, thì chúng ta vẫn còn thiếu một số cái phòng. Những cái phòng này vẫn còn thiếu. Có lẽ cách nhanh nhất là chúng ta sẽ chuyển những con cừu lớn qua bằng cách đập tường. Thì mình sẽ thử xem có làm được hay không. Ở đây chúng ta sẽ cho hai con cừu này nó giao phối lần nữa. Sau đó chúng ta đập cái vách tường này ra. Thì sau khi chúng ta đập ra rồi, chúng ta sẽ có được thêm hai con cừu mới. Thì như vậy chúng ta sẽ chuyển những con cừu mới này qua đây. Chúng ta đẩy cừu đi. Đẩy nó đi. Đó, thế là xong. Nhanh gọn lẹ. Chúng ta chỉ cần hai con trong một phòng thôi là chúng ta có thể bắt đầu nhân giống ra được rồi. Đâu rồi, trả lại tôi cái tấm thảm. Chúng ta sẽ cần cái tấm thảm để có thể nhảy vào bên trong. Ok. Ngay đây thì cừu cũng đã lớn. Chúng ta bắt đầu nhân giống ra thêm nào. Rồi đó. Sau khi nhân giống ra, chúng ta đẩy hai con qua. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ làm tiếp để chúng ta có được đủ tất cả mỗi phòng hai con cừu. Mỗi phòng hai con cừu để chúng ta bắt đầu làm nhân giống tiếp được thì mới dễ. Còn bây giờ nếu không làm như vậy thì mình sẽ hơi bị khó khăn. Ấy chết chưa? Nó bay vô chổng rồi sao bây giờ? Đành phải nhảy vô mà lấy lại thôi. Chúng ta đặt tấm thảm lên nào. Hên thiệt. Có đem cầu thang. Đâu, coi thử coi còn bên nào nữa. Cù nâu này cũng đã vừa đủ để chúng ta có thể thu hoạch rồi. Không lo đâu. Cù màu gì thì chúng ta có thể tự nhuộm lại sau. Không sao cả. Và kiểm tra lại coi. Hai con cù nâu, hai con cù. Đây là ba con luôn. Hồi nãy mình nhân giống ra thêm. Và bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu ở bên này đúng không? Hai con này lớn thì chắc là đẻ được tiếp rồi cái gì. Ok, đẻ được tiếp rồi. Còn hai con trong này thì chưa. Hai con trong này được rồi, chắc được rồi. Ồ, được rồi nè. Cái tấm thảm đâu? Lại đây, lại đây, lại đây. Ừ, đẻ ra đi. Bây giờ chúng ta còn phải lo cái phòng bên này. Hai con này hết rồi rồi. Nãy có một con chưa đủ khả năng. Rồi sao đây có một con thôi vậy? À còn một con nữa. Phòng này thì cũng cũng hai con rồi. Bây giờ mình sẽ phải chắc là phải ngủ trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm lúa mì. Bởi vì chúng ta muốn kích thích tăng trưởng. Chúng ta cho mấy con cừu ở bên trong nó lớn thật là nhanh. Đặng mình có thể tiếp tục giao phối. Bây giờ chúng ta sẽ cho những con cừu này lớn thật là nhanh để chúng ta có thể tiếp tục phối giống tụi nó. Chà, hai con này thì ba con rồi. Bên này, à, leo vào đây đi. Leo vào đây cho con cừu này ăn ăn mau chóng lớn. Chúng ta cứ thích chắc là phải một bó lúa thì nó mới lớn nhanh giống như cái lần mà chúng ta làm ở cái kho thực phẩm. Enderman muốn chết à? Không có ngọc Ender luôn. Rồi đó, nó đẻ rồi đó. Phải vậy chứ. Nó đủ lớn để có khả năng để đẻ con mới rồi. Và bây giờ chúng ta có một con nhỏ bên đây và một con nhỏ bên đây, ta có thể đập ra và đưa con cừu nhỏ rồi rồi. Con cừu nhỏ qua bển. He he. Con cừu nhỏ. Cừu lớn nó khó qua lắm, chỉ có cừu nhỏ mới dễ. Đi, đi nào. Ngại ngùng gì mà không chạy qua đây nữa.
Ôi, có con nhện ở đâu? Đi vô coi con ơi. Dầm nè. Rồi, phải vậy chứ. Thằng kia cũng chạy qua nữa. Thôi rồi. Chúng ta có thể lấy cái này. Nó chạy vô trong cái cột rồi. Chạy ra đây. Cầu kia có một một trong hai con này đi qua bển cũng được, không vấn đề gì, miễn sao bên này chúng ta có được hai em ấy là vừa, cứ một phòng hai đứa là được. Chúng ta đập bỏ cái cầu thang đi, bỏ luôn cũng được. Còn bên này còn hai em này, hồi nãy có một con không đẻ được, chúng ta phải chờ một chút xíu thôi. Ngay tại đây thì một con qua trước, mình có thể kích thích cho con này nó lớn lên cũng được. Quên, từ từ nào, bây giờ chúng ta còn ba phòng này cù vẫn phải chờ tụi nó lớn. Mệt ghê, nhằm lúc con kia hết đẻ được rồi thì trong thời gian này chúng ta bắt đầu cho cái mớ bên ngoài có sẵn hết rồi. Nó lớn lên thì nó đủ để nhân giống ra. Hai con này không đẻ được. Ta sẽ có mỗi phòng là 6 con. Thì mình sẽ leo vô chổng, mình có thể cắt luôn, cắt lông được. Cạo lông cừu. Chà, chúng ta phải chờ đợi thôi. Bây giờ mình phải chờ để hai cái con này nó đẻ tiếp được một lứa nữa. Không biết nó đẻ được chưa, chưa cho. Nó phải đẻ được thêm một lứa nữa thì mình mới có thể tiếp tục mình chuyển mấy con cừu nhỏ qua đây. Chúng ta cứ thế cuốn chiếu qua. Mấy thằng này thì bó tay rồi. Cừu này tới 4 con rồi. 5 con, 6 con thì cũng không sao. Và chuẩn bị tới cái công việc là bắt đầu rồi. Nhuộm lông cừu mới vui. Dòm cái gì? Coi mặt ngây thơ ghê chưa? Và bây giờ mình sẽ chờ một chút xíu nữa cho tụi nó có thể đẻ được tiếp. Và chúng ta bắt đầu nhân giống tiếp. Và hai con cừu ở đây cũng đã bắt đầu đẻ tiếp rồi. Chúng ta làm luôn nào. Cừu ơi là cừu. Khổ vì nỗi lòng cừu. Hai con qua bển đi. Không cần biết. Chúng ta không cần quan tâm con lớn con nhỏ gì đi được tuốt. Lớn cũng được mà nhỏ cũng được, không thành vấn đề. Rồi cho hai con lớn qua bển. Ta chặn em cừu này lại. Và các bạn có thể thấy được là mình đã thay đổi. Chúng ta đang có một cái đường đất ở đây. Bởi vì mình thấy là tụi này nó phàm ăn quá. Nó ăn gần hết cỏ bên trong rồi. Mình chỉ lo là chúng ta không có kịp hồi phục lại cái phần cỏ tụi nó đã ăn mất. Cái là lúc đó mọi thứ nó còn mệt hơn. Nó chúng ta cắt lông thì tụi nó không mọc lại nữa. Nên phiền lắm. Còn bây giờ chúng ta có hai em tại đây và hai em tại đây thì hai em này chắc đã được rồi nè. Hai em này thì chỉ có một em nhìn mình thôi. Hai em chạy theo hả? Em đó không ăn. Chúng ta đành bó tay thôi. Như vậy là chúng ta còn một chuồng nữa là xong. Hai này con này mới. Và ở ngoài đây thì tụi nó cũng đã ăn uống no say rồi. Chúng ta có 5 con ở phía trong này rồi. Ta vô cắt lông là vừa. Mình nghĩ là 5 con là vừa. Mỗi chuồng 5 con. Đây là 5 con. 4 con chứ. Ở đây là 4 con. 4 con 5 con gì đó nó cứ đầy đủ là được. Và còn một chuồng nữa. Chắc là phải lại phải chờ một lần nữa thì mới được. Trong lúc chờ đợi tụi cừu nó đẻ nữa thì chúng ta lên xem lại cái em cừu đại vương. Cừu đại vương nè, con này đại dương đúng rồi gì nữa. Đổi 7 màu luôn, không đại vương chứ là con gì nữa giờ. Mình sẽ phải đem nó từ đây xuống dưới đó luôn. Là đây nào. Chúng ta thử đẩy nó xuống nữa coi. Ê, đừng có té nha. Mình té. Nó không té mà mình té mới ghê. Rồi. Đi nào em.
chúng ta sẽ đem em này xuống chỗ của trùm mớ cù ở trỏng, nó sẽ được nằm ở vị trí cao nhất, là ở trên cái chỗ chỉ để chưng thôi. Đại vương mà ai dám đụng tới. Đó, đem đi nào, đem đi. Mình cũng chưa có chuẩn bị chỗ cho nó ở, nhưng mà mình cứ đem xuống trước thôi, chúng ta nhốt nó lại trong đó sao. Còn bây giờ đem xuống, đem vô trong này là đây. Con này là siêu phàm lắm, bảy màu lận mà không là trùm chứ còn là gì nữa. Chúng ta sẽ để nó tại đây. Nó sẽ đứng cao ở lên trên này hai ô, và chúng ta có thể đập cái này ra trước đi. Rồi, lại đây cưng. Lại đây, chúng ta đẩy con cù này vô. Đó. Tạm thời thì mình sẽ nhốt nó tại đây. Đại vương vô trỏng, mời đại vương vào. Và bây giờ chúng ta sẽ đập cái khu vực này ra để cho đại vương được lên điện. Nam mô vô tới đây đúng rồi. Và hồi nãy chúng ta đập lố nè. Rồi, up lại nha. Trong này nó sẽ đứng ngay ngang tầm chỗ này, cái mặt kiến sẽ trước ở đây và vô ba ô nữa đi. Ba ô. Ta đập vừa đủ ba ô thôi. Ở vô đây nè, mặt kiến ở đây thì vô thêm một ô nữa nào. Một ô nữa. Và bây giờ chúng ta có thể đập cái phần đất đá ở dưới này ra. Nó có thể nhảy lên được rồi đó. Và mình sẽ lắp đất ngay tại đây. Rồi, ấy ấy ấy. Thả ra là chạy. Sẽ được hưởng sung sướng tại đây mà chạy làm gì? Đâu, coi thử coi. Lẽ chúng ta phải đặt thêm phần ánh sáng ngay tại đó, để đảm bảo là đại vương không có bị nguy hại gì trong thời gian sống sót ở đây. Rồi nhá, rồi nhá. Bây giờ đổi nhanh xuống, lấy kiến xuống. Đó. Xong. Vậy là chúng ta đã có được cù đại vương sống ở trển. Một mình sống một cõi luôn, thật là sung sướng. Còn đây thần dân á, thì sống nheo nhúc một lũ. Ở trên đó chắc chúng ta phải ốp lại một cái gạch gì đó để không nó xấu quá. Chắc là mình sẽ ốp lại đi, mình sẽ chỉ ốp lại phần sẵn ta làm luôn thôi. Không biết làm ta đủ cái số lượng đá hay là gạch này hay không. Ta sẽ ốp lại bằng đá nhẵn. Qua bên này nữa. Đá nhẵn. Vừa đủ luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi đó. Rồi tụi này là cái con ngoài này thiệt tình là nó dứt khoát, nó không đẻ là không đẻ. Đâu, đẻ chưa? Là đây, con kia nó hết có cảm hứng rồi. Và ba trong này là năm rồi đúng không? Thôi nghỉ, không cho đẻ nữa. Chuồng nào năm là không cho đẻ nữa, vừa đủ xài rồi. Chuồng này mới có ba thì đẻ tiếp đi. Chuồng này là bốn hả? Rồi vừa đủ nha. Chuồng này ba, chuồng này hai hả? Hai nè. Tụi này gì? Tụi này mới mà, mới xong đúng rồi. Vậy chúng ta còn một chuồng nữa. Và có lẽ mình đã đủ.
cho một chuồng còn lại. Ta nhảy lên, chuẩn bị. Bây giờ lấy một con từ đây qua bển, mỗi chuồng một con là mình sẽ có đủ được số lượng cừu cho cái tất cả các phòng. Đi qua bển. Đi qua bển. Đi. Xong rồi, như vậy là chúng ta đã đủ số lượng cừu. Hay chết. Sao có tôi có thể quên được? Và mình đã quên một điều vô cùng quan trọng rồi. Mình chưa nhuộm lông tụi nó lại mà đã cho tụi nó phối giống ra thêm. Đấy là mỗi chuồng hai con trước thôi. Được rồi, bây giờ là giây phút sát sinh. Mình sẽ phải giảm hết số lượng cừu này lại, còn đúng hai con mỗi chuồng. Và chúng ta sẽ nhuộm lông luôn. Rồi sau đó chúng ta cho tụi nó sinh sản lại. Ok, làm nào. Và như vậy là chúng ta đã hoàn tất được nhà máy để farm lông cừu rồi. Tuy nhiên là nó cũng hơi thủ công một chút, là mình có thể nhảy vô và bắt đầu cắt lông cừu. Thì những các bạn đang thấy phía bên trên cái
hàng rào, chúng ta có một tấm thảm để chúng ta có thể nhảy ra nhảy vô mà con cừu nó không có ra được. Và tấm thảm này cũng đã cùng màu với lại cái lông cừu ở bên trong. Chúng ta có thể nhìn vào trong này mà cứ như vậy mà cắt lông cừu thôi. Quá tiện lợi. Nào bây giờ nếu mà mình muốn màu xanh, nó có nhiều màu xanh, nhiều cái sắc độ, thì chúng ta cứ thế mà nhảy vô, cắt rồi đi ra thôi. Và chúng ta cần thêm một số màu này nữa. Đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người mà thôi. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được nguyên một cái nông trại cù. Không biết gọi là gì nữa, chắc gọi là nông trại cù quá. Bởi vì nó hoàn toàn thủ công, chúng ta chỉ có thể tự tay mà cắt lông cù thôi. Thì sau lưng mình là một con cù đại vương, chỉ có một đại vương thôi. Chắc là bữa nào sẽ thêm vô một con cù hoàng hậu nữa. Cho nó đi chung với đại vương luôn. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.